sao khóc vậy? Tại sao khóc vậy? Nói đi. Đã. Coi gì mà đã, làm gì đã. Coi nước người ta coi văn nghệ văn minh, người ta yêu nghệ thuật, yêu sân khấu đã. Hôm nay coi gì? Aida. Aida. Musical. À. Ôi. Đứng dậy vỗ tay 5 phút liên tục luôn à. 5 phút luôn. Còn không ngừng nha. Không ngừng vỗ tay luôn. Anh có thấy cái văn nghệ của người Hàn Quốc người ta coi chưa? Sáng lên, hả? Anh thấy sao? Đó. Mà quá trời người mà. Nhạc vừa đổi lên tí là vỗ tay tiếp được. Đang đi về vỗ tay tiếp nữa. Ôi khủng khiếp vậy đó. Hay quá trời. Ê, hôm nay em đến coi là đúng đó. Dạ. May không quá. May quá thiệt sự. Vé này chị mua khó lắm luôn. Dạ. Bao nhiêu tiền vé? 140 một vé. Mà em cũng đang buồn. 140 là chỗ dởm đúng không? Vé xa. Không, xịn. hôm nay nè. À, là chỗ dởm đó. Yes, chỗ yes. Xịn là 200 mấy. 200 đúng rồi. Ừ, mày muốn ráng canh mua được chỗ xịn nha. Đúng. Ồ, không có đã gì chứ cái gì đó. Cái này mà cô trời không biết sao chứ cái vé luôn á, giá lúc mình mua là hết vé rồi đó. Ồ. Cái bìa đó. Hay quá. Trời ơi. Không, em không biết sao cho mỗi lần qua bà Hàn Quốc là em phải coi. Khóc quá rồi. Khóc quá, ông khóc quá trời khóc. Nước mắt cô mà, nước mắt cô. Đừng khóc nữa. Mình mê cái cách người ta yêu sân khấu, mê cái cách người ta yêu nghệ thuật. Trân trọng 5 phút. Nhớ chính mình vừa lên nốt cao cái đàn vũ rưng không chịu ngừng. Không ngừng được. Không ngừng. Sao là nghe. Ê có ngày nào mà anh có thể diễn tại Hàn Quốc không nhà thiệt. Yeah. Cái gì Rồi đi về mọi người ơi đi về.